chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay mình tiếp tục đi thăm lưới bẫy rắn nha mấy bạn. Vì lý do anh mình có công việc nên anh mình không có đi được. Bữa nay mình tiếp tục đi một mình anh nữa nha mấy bạn. Nếu mình quay nó có lắc quá mấy bạn thông cảm nha. Tại do mình đi một mình nó cũng hơi khó hơn á mấy bạn. Rồi, ở đây cũng là khu vực bờ xài quen thuộc đây mấy bạn ơi. Luồng lưới trên này mình thăm được hai cử rồi, hai cử đều trúng nha mấy bạn. Mong cử này nó cũng trúng như mấy cử trước đi. Mấy luồng lưới cũ hiện giờ mình thăm nó không dính mấy bạn ơi, nó dính yếu quá. Nhờ cái luồng lưới mình mới giăng này được ba mấy tay nè. Thôi, mình tiếp tục lên đường thăm nha các bạn. Rồi, hành trang bên nữa, hành trang của mình bữa nay cũng y gan như thường ngày nha các bạn. Một chai nước, một gói thuốc, với một cái túi nha các bạn. Rồi, đó, hành trang của mình đó, một chai nước, một gói thuốc, với đem theo mấy bịch cơm đừng có đói ăn các bạn ơi. Để đi ruộng này mà cả nhi không đem đồ theo từ giữa chừng, xỉu thì ruộng à. Hôm nay cũng nắng lắm, trời cũng nắng lắm. Ồ, đây có hàng mấy bạn ơi. Đây, mấy bạn thấy không? Tay này đặt rồi dính con nha mấy bạn. Đặt ngay dính nữa nè mấy bạn ơi. Các bạn nhớ chỗ mà mình dịch dịch cỏ mình nói chừa cái thế lại không? Đó, bạn thấy không? Đó, một em khẩu lãi nha mấy bạn. Con này cũng to mấy bạn ơi. Đây, đã không mấy bạn? Con này nó cũng nằm tầm khoảng 400g nha bạn. 400g, hơn 400g. Trời ơi, kênh dữ vậy. Bạn thấy đã chưa? Đó, mình đi thăm mà nó nào ngay nó dính lại mình nhìn thấy nó cảm giác đã lắm mấy bạn. Còn nếu mà mấy bạn đi thăm bẫy hay làm bất kỳ gì nha mà nó không dính cái trời ơi lỗi mệt nè mấy bạn, thấy cái đuôi rung tực tực nè, nó kênh sà mông với mình đó nha mấy bạn. Thôi mình cũng xin tạm ngưng máy đây, mình lại đi tới tay tiếp theo có dính mình quay cho mấy bạn xem ha, vì lý do mình đi con mình nha mấy bạn nên phải xử lý nó, mấy bạn thông cảm ha. Rồi, mình vừa gỡ nó ra xong rồi mấy bạn ơi. Quay cho mấy bạn xem con này là con đầu tiên nha mấy bạn. Bờ này mình có giăng tới 5-6 tay lần mà nãy mình đi thăm 2-3 tay lần nắng không dính nha mấy bạn. Còn lại đây mới còn trong đây như 2 tay nữa, đầu ngoài không dính này đầu trong. Còn trong đây 1 tay 2 tay gì nữa. Rồi, mình đi tới tay tiếp theo có dính mình quay cho mấy bạn xem luôn ha. Tại tay này tới bên đây sẵn mình đi luôn mấy bạn ơi. Có hàng, có hàng mấy bạn, có hàng đầy hổ nón nha mấy bạn. Bạn thấy chưa, đầy đầy em hổ nón nha mấy bạn. Đầy chúng đó ra mấy bạn thấy không, hổ nón. Đầy hạn thì đã không dính, mình đi lại ta lưới mình văng lưới mà mình thấy dính nó đã, cảm giác đã lắm mấy bạn ơi. Ở đây mấy bạn thấy nó có cây không, nó gị cái đài mình luôn nè, bạn nhỏ cái đài mình lên luôn nè ha. Đó, ta lưới mấy mình văng cũng có 4-5 tắc hà nghe mấy bạn. Ở đây đa số mình bờ nhỏ vậy nè mấy bạn. Ê, mình chỉ văng lưới 4-5 tắc hà, còn văng dài quá nó dướng dò, người ta đi ngang người ta dễ thấy. Còn như dính này mấy bạn thấy nó mài mài xuống không, mình nhớ chỗ mình lại mình thăm thôi. Chứ còn ngoài ra thì cái người mà sơ ý người ta không biết. Trừ khi là những người mà muốn tham của mình, người ta đi ngang người ta để ý hoài á thì người ta mới biết thôi, chứ còn bình thường là lâu lâu đi ruộng lần mà không biết ta lưới nằm đâu là không bao giờ biết được. Bạn thấy đã không? Đó, con này to nghe mấy bạn, núp rồi nè, nó núp trốn nha. Còn chắc nhớ dính quá mặt nhỉ ha. Trời trời trời, quắn vô cỏ chưa đó. Đã không mấy bạn, đi mà cảm giác thấy nó dính cái nó khỏe gì đâu mấy bạn ơi. Lội mà không dính nó mệt nha, mà dính một cái nó tê đồ. Lợi dòng ta lưới con khúc mà nằm một đống gì không ha mấy bạn, nhìn thấy nó đã dữ lắm, đã luôn mấy bạn ơi. Bởi vậy mà mình đam mê mình săn bắt nó hoài đúng mấy bạn. Lại mình làm bất kỳ cái chuyện gì cũng vậy mấy bạn ơi. Mình đi tới ta lứ hoặc là mình làm gì mà đi tới mình thấy nó dính nó hứng gì đâu á. Còn mà nó không dính cảm giác mình thấy nó mệt mỏi. Đây, mà mình cũng nói mấy bạn biết luôn ha, cỡ này rắn nó cũng đi yếu nghe mấy bạn. Nó đi cái cử này mạnh đó, nhưng mà cái hướng sắp tới nó sẽ yếu giảm dần dần đó mấy bạn. Tại do thời tiết lạnh lại là nó đi ủ đông hết mấy bạn. Thấy bữa nay trời thời tiết ở quê mình nó muốn lập đông mà sao tự nhiên cái nó đổi gió ngược lại mấy bạn. Bây giờ chưa lập đông mạnh, tới lập đông mạnh nó sẽ dính một chặng lớn nữa đó, rồi xong nó sẽ ngơi lại nghe mấy bạn. Là do gì nó ăn rồi nó đi ủ đông hết mấy bạn ơi. Ủ đông mình khó bắt lắm, mình khó kiếm nó lắm, nó vô hàng nó núp hết chứ nó trốn hay lắm. Mình văng cũng dính vậy mà nó tỷ lệ yếu lắm, tới đó chắc mình làm chuyện khác chứ mình không văng lưới nha mấy bạn. Chừng nào vô mùa cái mình văng lại.
Nếu mấy bạn có muốn giăng này thì bước mùa cỡ tháng 5 mấy bạn giăng được rồi. Cỡ sau mưa xuống đó, tháng 4 năm giăng được rồi, nhưng mà nó dính sẽ lai gai hổ hành cỡ đó dính nhiều. Xong nó sẽ cỡ khoảng tới tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 8, tháng 9 đó là nó dính hổ ngựa gắn lãi nhiều, với gắn mặt gắn nước. Bắt đầu bước cỡ tháng này trở lên nó dính đa hệ hết. Cái gì của con gì cũng dính hết. Từ tháng 10 này trở lên là năm nay đi hơi sớm nha mấy bạn. Hổ hành đó là dính đây tới gần Noel cái là nó ngơi lại nha mấy bạn. Rồi thôi mình cũng không nói nhiều nữa nghe các bạn, mà cho mình tạm ngưng máy đây. Rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình quay lại cho mấy bạn xem ha. Con này con thứ hai nha mấy bạn. Rồi. Nãy giờ mình đi 5 6 tay nữa nó cũng không dính mấy bạn ơi. 5 6 tay, 6 7 tay gì đó. Lỡ cũng hơi xa xa mình ngồi mình nghỉ một chút mấy bạn ơi. Đây mấy bạn thấy cảnh đồng quê không? Mình đang núp trong bụi khoai mì này nghe các bạn, cho mát này nghe mấy bạn. Ngồi đây không gió cái cho khỏe mấy bạn ơi, tại hôm dài mình cũng bị cảm mấy bạn nên nó cũng xì lộ chút cái hơi quải. Đây. Ở kế đằng đây mình giăng khu kế đây bờ này hai tay nha mấy bạn. Thôi giờ mình để mình nghỉ nãy giờ cũng lâu rồi, mình lội lại thăm coi nó có dính không nha mấy bạn. Đây trong góc chanh này nha mấy bạn. Chanh này tay xích đằng đẳng tay. Ôi trời. Mấy bạn ơi, đi ngang bụi này các bạn thấy cái đường đi nhỏ kìa không, chen chen đi tuột đây à. Ôi, có hàng mấy bạn ơi, con hầm đây, từ xa mấy bạn thấy gì chưa đó, đi văn này chui mình chui trong góc chanh nha bạn nè, mấy bạn thấy cái chanh không đó, có trái luôn đó nè, chanh này bạn, mình chui vô góc chanh nha các bạn. Văn này ngay góc chanh dính hổ hành mấy bạn ơi. Trời ơi kiếm bù qua. Rồi chết mấy bạn ơi. Con hổ hành này mới chết nè. Tư xanh mấy bạn thấy không? Dự quặc đó. Do kiếm bù quá trời mấy bạn ơi. Này khó gỡ nó quá, quá trời kiếm. Con này mới dính, tại kiếm quá trời kiếm. Bạn thấy đã không? Con này cũng không to không nha, con này cỡ 4 chấm nửa ký, được nửa ký mấy bạn ơi. Đây cận cảnh đó mấy bạn thấy không, đó cái đại lớn mình từ dưới đó đó mấy bạn thấy đó, dài lên tới đây dính nha mấy bạn đó. Đại lớn này nó 6 tắc nha mấy bạn, bờ này hay bự mình giăng 6 tắc chứ thông thường thì mình giăng cỡ khoảng 4 tắc 5 tắc, mấy bờ nào bự lắm mấy mét mấy, đa số tỷ lệ mình giàm một năm mấy trăm tay chứ 1m2 1m3 nó nè, mét 2 à, chứ không được mét 3 nữa thì cỡ khoảng vài chục tay rồi mấy bạn ơi, chứ cũng không có giăng nhiều tại nó không có bờ bự đó mấy bạn. Nhưng mấy dùng mấy bạn có muốn làm lưới dài là mấy dùng của bạn nó có bờ bự á, còn như mình ở đây bờ nó không bự hung mấy bạn ơi. Thôi cái này còn ăn được cũng không gì nha mấy bạn, sợ chỉ cảnh cái cảnh mà nó chết mà nó sình thôi mấy bạn, chứ còn mình còn dứt được thì còn được. Con này con cái nha mấy bạn, này con này cái đuôi cục rồi thấy không. Vậy mấy bạn thông cảm cho mình dừng video đây nha mấy bạn. Rồi mình đi tới tay tiếp theo có dính mình quay lại mấy bạn xem, tại mình xử lý nó chứ mình tại mình đi có một mình đó mấy bạn, cho nên nó cũng gặp khó nhiều lắm nha bạn. Rồi mong mấy bạn xem thông cảm giùm ha. Rồi thôi mình gỡ nó ra rồi đi tới tay tiếp theo có dính mình quay lại cho mấy bạn xem. Đây mình có một tay cho mấy bạn. Nhưng mà cái này không dính mấy bạn ơi. Đó. Cái này cũng có 4 tắc nữa bạn. Đây, tay nữa thông cảm nha, cái này mình bị cảm nha bạn ơi. Thời tiết cái này đổi gió ngặt quá, hình như đây có con tay nữa các bạn ơi. Đó, ở đây có hàng các bạn ơi. Con lãi nha bạn ơi. Con lãi cũng to nha bạn. Đây. Đây. Con này cũng to không mấy bạn ơi, con này khoảng 3.350g mấy bạn ơi. 350-400g đổ lại hả? Bạn thấy mình giăng cái lưới đâu đó không? Đó cây đại đó đó đó, từ đó lên tới đây tay này cũng 6 tắc nha bạn. Tay này 7 tắc à. Tay này mình giăng hơi dài, tay bờ này mấy bạn thấy thế nó hơi bự không? Đó. Bờ hơi bự. Nhưng mà mấy bạn suy nghĩ đi, thấy cái bờ nó bự như vậy nè, chứ con rắn mấy bạn thấy nó đâu có đi ở trên đâu thấy không? Nó tụt xuống mé này nè, đi. Nó lặn lặn đi cặp mé đa số nha mấy bạn. Chứ nó ít có đi khi nào mà nó đi tuốt ở trên bờ lắm, tại vì cái loại rắn á, là nó hay xuống cặp mé nó kiếm nhái ếch chuột hoặc nước nó uống nó, dưới nó ăn á, mấy bạn nó dính, chứ còn mà kể như mình giăng trên bờ quá nó không dính nha mấy bạn. Các bạn có giăng thì nhớ nha, giăng cặp mé
cặp mé nước từ mí nước lên chút xíu là đầu mà chừng khoảng tắt mấy bạn kéo dài lên nè. Tùy theo thế, thế nào dài mình văng bờ bự mình văng dài, còn bờ nào nhỏ thì mình văng tay cục thôi. Làm lưới mình cũng làm nhiều thứ. Mình đây mình làm từ 4 tấc tới 1.2 m đó mấy bạn. Chuẩn lưới của mình đó. Đây. Bạn thấy tay lưới cục đơn giản mà hiệu quả không? Con này là con thứ tư nha mấy bạn. Hồi nãy được thành quả của mình đó là nãy đây. Được một em phóng ngựa. Một con ngựa với một em gắn lãi nha mấy bạn. Đó, hai con này chắc cũng cỡ hơn ký rồi mấy bạn ơi, với một con không hành mà nó chết rồi. Nãy thì mình cũng có quay lại cho mấy bạn xem đó, đây. Đó, chết ngắt rồi. Với con này thì còn sống nha mấy bạn. Rồi mấy bạn thông cảm cho mình ngưng máy ở đây, mình xử lý con rắn này nha mấy bạn. Mình xử lý nó, mình gỡ nó ra xong rồi mình đi tế tay tiếp theo. Nếu tay nào có dính đó mình quay lại cho mấy bạn xem nha. Rồi, chào mấy bạn. Tại do mình đi có một mình đó mấy bạn nên khó khăn, mấy bạn thông cảm giùm ha. Chút đi tế tay tiếp theo đi, có dính mình quay lại cho mấy bạn xem. Rồi. Rồi, mình đi tế tay tiếp theo nữa nghe mấy bạn. Đây có hàng mấy bạn ơi. Bữa nay đi trúng mánh nữa nghe mấy bạn. Bữa nay là coi như nãy giờ mấy bạn nhìn thấy 4-5 con rồi đó nghe, 4 con nghe mấy bạn. Đây con nữa nè. Em lãi nha mấy bạn. Mình văng trong cái bụi này nha mấy bạn. Em kiếm đường mình vô. Vô văng thì dễ, giờ vô gỡ thì khó hả? Đây. Bạn thấy đã không? Đó. Cái này là như mấy cái góc ngã ba ngã tư rồi đó nha bạn, là mình biết mấy mình đón mấy con rắn nó hay đi những cái hướng đó đó. Rồi mình đón chặn nè, cái đầu đại dưới đó nè bạn thấy. Đó. Ta lưới đó lên tới đây, ta lưới này 5 tấc nha mấy bạn. Đó. Mình chặn cái đường ra vô nó đó. Nó đi ra đi vô và nó phải đi qua đoạn đường này mình gài thế bắt buộc gì đó bạn, là nó đi ngang lại dít nè. Nói chung cái văn lưới này nó cũng đơn giản lắm mấy bạn ơi, nó cũng không có cầu kỳ gì mấy. Bạn thấy đã không? Đó. Ta lưới mấy bạn thấy có mấy tấc gì đơn giản như không, dính thì mình cắt về mặt lưới rồi mình sửa lưới lại tiếp tục cũng để gan gì nữa nha mấy bạn. Tới nhầm cái tay nó ngay thế rồi ha, nó dính hoài rồi mấy bạn ơi. Nhầm tay mình ra không ngay thế, chuột nó cắn nhiều khi ha, cả chục tay nó không dính, chứ nhiều khi chỉ một tay một thôi mà nó dính tới dính lui, dính tới dính lui, dính riết mà mình cắt tay lưới nhừ hết trơn rồi bỏ mình văng tay mới tiếp vậy đó. Đây con này chắc dính chuyện qua nha các bạn, thấy nó quấn một cục chưa, đó chày da không, đó bạn thấy đã chưa. Đây một đống, bữa nay nếu đây từ đây tới cuối mình còn cũng cỡ mười mấy 20 tay nha mấy bạn, còn luồn kế đây nữa. Cách đây cũng 2 cây số à, cây ngoài 2 cây số à, mà nó dính y gan gì nữa là bữa nay mình trúng to nha các bạn. Như bữa nay nãy giờ các bạn thấy nè, đó một bọc nè thấy không, ở trong vùng mình quay không có được nha các bạn. Đó, đó một bọc nha các bạn. Đây đó một túi nhị rồi đó. Rồi còn con này mình chưa gỡ thì một con trong giỏ chết nữa nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ mấy bạn cho mình tạm ngưng video ở đây để mình gỡ con rắn ra nghe mấy bạn. Do mình đi mình ên cho nên nó việc gỡ nó cũng hơi khó một chút nghe mấy bạn, thông cảm nha. Rồi đi tới tay tiếp theo có dính mình quay lại cho mấy bạn xem. Rồi tạm ngưng đây nghe mấy bạn. Rồi mình xuống tới luồng lưới dưới này, đầu này mấy bạn ơi mà không dính mấy bạn ơi. Mười mấy tay dưới đây không dính một con nữa. Đầu trên thì nãy mấy bạn cũng thấy đâu được 5 con mấy bạn. Phải đầu dưới này mà dính nữa chúng rồi mấy bạn. Nhặt đầu dưới nó không dính mấy bạn ơi. Rồi, nhiều nghe mấy bạn. Đầu dưới không dính, dính đầu trên thôi. Con nào cắn lộn mà máu không ta. Được 4 con. 4 con còn sống nha bạn, một con chết, 4 con sống. Đây. Đó, thành quả bữa nay được con nhiều đó mấy bạn ơi. Như một con hổ hành chết nữa nghe mấy bạn. Đây. Đó. Một em hổ hành đã bị chuột cắn lủng lỗ mấy bạn ơi. Hơi để mình không quay kỹ được nữa. Đây, một em hổ hành, một túi này đây mấy bạn ơi. Nói chung cũng tạm được nha bạn, không trúng không thắt mà vậy là cũng đã trúng rồi đó mấy bạn ơi, tại do lưới mình ít đó mấy bạn. Nên mình phân hai luồng ngày thăm như cũng được rồi. Chứ đầu mùa giờ mình bắt cũng nhiều này nhờ luồng mới này các bạn, chứ cái luồng cũ ngày hôm qua thăm đâu được có 3 con rồi mấy bạn. Còn này luồng mới đó, luồng mới thì còn gắn la gai tại do mình bắt chưa hết đó mấy bạn. Từ từ nó cũng giảm mấy bạn ơi, tại vì nước giờ quê mình nó đã giật rồi.
đồng mấy bạn thấy người ta xả lúa rồi đó, thấy không? Đó, lúa lên xanh xanh đó mấy bạn. Rồi, thôi vậy mình cũng mấy bạn cho mình xin phép ngưng video đây nha mấy bạn. Rồi hẹn gặp mấy bạn ở clip sau nha. Rồi, bye bye.